Hi guys, welcome back to learnyahai.com. Our lesson today is Puzzle and Games, Unit 7, Growing Up. Cô xin chào các em. Chào mừng các em đã quay trở lại với kênh learnyahai.com. Và bài học hôm nay của chúng ta đó là phần Câu đố và trò chơi, bài số 7, Sự trưởng thành. Bây giờ cô và các em sẽ bắt đầu vào bài học. Chúng ta sẽ đến với nội dung đầu tiên. Activity 1. Read the sentences and complete the table. Then draw the main phrase. Yêu cầu hoạt động số 1 là các em hãy đọc những câu sau và hoàn thành bảng sau. Sau đó vẽ các khuôn mặt cho những người đàn ông. Thì bây giờ cô và các em sẽ tiến hành làm bài. Cô có câu đầu tiên. Rob wears glasses. Rob thì đeo kính. Thì các em có thể thấy từ classic, đề bài đã hướng dẫn chúng ta điền vào phần order và tên của Rob. Tiếp theo, the man with long hair has got a mustache. Người đàn ông với mái tóc dài và có rim mép. Vậy thì với câu này thì cô chưa xác định được người nào. Bây giờ cô sẽ di chuyển đến câu tiếp theo. Simon's hair is brown and curly. Tóc của Simon thì màu nâu và quanh. Vậy chúng ta sẽ nhìn vào Simon, hair color, màu tóc. Ở đây thì cô sẽ điền là brown. Và loại tóc đó là curly. Tiếp theo, Neil has got brown eyes. Neil thì có một đôi mắt màu nâu. Vậy thì cô sẽ điền Neil, đôi mắt màu nâu, brown. Tiếp theo, the man with blue eyes has got a square face. Người đàn ông với cặp mắt màu xanh và có khuôn mặt vuông thì cô cũng chưa xác định được là ai. Thì cô sẽ di chuyển đến câu tiếp theo. The man with a pierce isn't next to the man with glasses. Người đàn ông với bộ râu thì không ở kế bên người đàn ông đeo cặp kính. Vậy thì các em có thể quan sát trong bức tranh và trong bảng của cô thì Rob là người đeo kính mà người đàn ông có râu này thì không nằm ở kế bên Rob, vậy chắc chắn không phải là Neil được rồi. Vậy thì có râu thì cô sẽ điền ở Simon. Beard là Simon. Tiếp theo, the man with spiky hair has gray eyes and is on the right. Người đàn ông với cái mái tóc vuốt nhọn thì có đôi mắt màu xám và ở phía bên phải. Vậy thì ở bên phải thì chúng ta có người đàn ông là Rob. Vậy thì tóc của Rob sẽ là spiky. Tóc vuốt nhọn và mắt thì màu xám, eyes gray. Tiếp theo, Neil and Rob have got thin face. Neil và Rob thì có một cái khuôn mặt ốm. Vậy thì cô sẽ điền Neil và Rob face sẽ là thin. Tiếp theo, vậy thì các em có thể điền được đáp án ở câu trên, đó là người đàn ông với đôi mắt màu xanh thì có khuôn mặt vuông. Hai người này đã có mặt ốm rồi, vậy mặt vuông sẽ là người còn lại, đó là Simon. Tiếp theo, đó là có đôi mắt màu xanh, vậy mắt sẽ là blue. Hai người này cũng đã có mắt màu rồi, thì blue sẽ là người còn lại, đó là Simon. Và tiếp theo, the man with blonde hair wears glasses. Người đàn ông với mái tóc màu vàng thì đeo kính. Vậy thì Rob sẽ là blonde, bởi vì Rob là đeo kính. Tiếp theo, the man with black hair is between Simon and Rob. Người đàn ông với mái tóc màu đen thì ở giữa Simon và Rob. Simon và Rob thì có nghĩa là no. Tóc là màu đen, sẽ là black. Và còn lại, chúng ta di chuyển đến câu thứ hai, đó là người đàn ông với mái tóc dài và có rim mép. Vậy thì người còn lại đó chính là Neil, bởi vì chỉ còn anh ấy là chưa có hai thông tin này. Vậy tóc sẽ là long và đặc điểm khác đó là có mustache, là có rim mép. Như vậy là cô đã hoàn thành xong nội dung hoạt động số 1, cô đã điền tất cả những thông tin vào bảng này rồi. Tiếp theo đây thì chúng ta có 3 khuôn mặt, đó là Simon, Neil và Rob.
thì các em hãy dựa theo những thông tin mà cô hướng dẫn các em để chúng ta vẽ khuôn mặt của những người này. Thì hoạt động này các em hãy cùng thực hành với bạn của mình trên lớp. Bây giờ cô sẽ di chuyển đến nội dung tiếp theo. Activity 2, Part Simple Tennis, Play in Pair, Follow the Instructions. Yêu cầu hoạt động số 2 là các em hãy cùng chơi trò chơi quần vợt thì quá khứ đơn, chơi theo cặp và làm theo chỉ dẫn. Thì bên dưới đây cô có hướng dẫn như sau. Student A say a verb to student B. Học sinh A sẽ nói động từ cho học sinh B. Student B say the past simple form of the verb, then say a different verb to student A. Học sinh B sẽ nói hình thức quá khứ đơn của động từ, sau đó nói một động từ khác cho học sinh A thực hiện. Cô có ví dụ, học sinh A sẽ nói từ eat, vậy học sinh B sẽ nói từ ate, và có thể là anh ấy sẽ đọc thêm từ đó là do, và học sinh A sẽ trả lời ngược lại đó là did chẳng hạn. Thì với nội dung này thì các em hãy cùng thực hành với các bạn của mình trên lớp để có thể ghi nhớ một cách chính xác và rõ hơn về hình thức quá khứ đơn của các động từ mà chúng ta học. Nội dung này thì các em hãy cùng thực hành với bạn của mình trong lớp. Bây giờ thì cô sẽ di chuyển đến nội dung tiếp theo. Activity 3, Word Snake, Find 7 Object Pronouns. Yêu cầu hoạt động số 3 là các em hãy cùng chơi trò chơi con rắn tìm 7 đại từ tân ngữ. Sau đây cô sẽ hướng dẫn các em làm bài tập này như sau. Cô có đại từ đầu tiên dumb. Họ, tiếp theo her của cô ấy. Tiếp theo you bạn. Tiếp theo us chúng tôi. Tiếp theo cô có tân ngữ me, tôi. Và cuối cùng cô có từ him là anh ấy. Và từ tiếp theo cô có từ it, đó là 7 đại từ tân ngữ của chúng ta. Như vậy là cô đã hoàn thành xong nội dung hoạt động số 3. Bây giờ chúng ta sẽ di chuyển đến hoạt động tiếp theo. Activity 4, unscramble the words to find 5 flight events. Yêu cầu hoạt động số 4 là các em hãy sắp xếp các từ để tìm ra 5 sự kiện trong cuộc sống. Cô có từ đầu tiên đó là get married, là kết hôn. Tiếp theo want. Với những từ này thì cô sẽ có sự kiện đó là get a job, có một công việc. Tiếp theo cô sẽ có từ grow up, có nghĩa là trưởng thành. Tiếp theo 3, cô sẽ có từ leave school, có nghĩa là rời khỏi trường học. Tiếp theo 4 thì cô sẽ có từ go to university. Và 5 thì cô có từ have children, có con, học đại học, rời trường, trưởng thành và có công việc. Đó là nội dung 5 câu của cô trong hoạt động số 4. Tiếp theo chúng ta sẽ di chuyển đến hoạt động cuối cùng. Activity 5, find someone who work around the class and ask question. Write a different name for each question. Yêu cầu hoạt động số 5 là các em hãy cùng chơi trò chơi tìm một người, đi vòng quanh lớp để hỏi những câu hỏi, viết những tên khác nhau cho mỗi câu hỏi. Find someone who, tìm ra một người mà. One ate pizza yesterday, ăn pizza hôm qua. Two went to bed at midnight last weekend, đi ngủ lúc nửa đêm vào cuối tuần trước. Three didn't go to the cinema last month, không đi đến rạp chiếu phim vào tháng trước. 4. Played a video game yesterday, chơi trò chơi điện tử hôm qua. 5. Didn't have long hair 2 years ago, không có mái tóc dài vào cách đây 2 năm. 6. Lived in another city when they were young, sống ở một thành phố khác khi mà họ còn trẻ. Và 7. Read a good book last year, đọc một quyển sách hay vào năm ngoái. Thì cô sẽ có ví dụ để hỏi như sau. Did you eat pizza yesterday?
Bạn có ăn pizza hôm qua không? Yes, I did. Vâng, tôi có. Đối với hoạt động này thì cô sẽ hướng dẫn các em đặt 7 câu hỏi cho 7 câu này như sau. Và sau đó thì các em hãy cùng thực hành với những người bạn của mình trên lớp để tìm ra ai là người thực hiện 7 hoạt động trên. Task 5. Câu hỏi đầu tiên thì cô sẽ đặt câu hỏi đó là Did you eat pizza yesterday? Hôm qua bạn có ăn pizza không? Câu hỏi số 2 đó là Did you go to bed at midnight last weekend? Bạn có đi ngủ vào lúc nửa đêm vào cuối tuần trước hay không? Câu hỏi số 3. Did you go to the cinema last month? Bạn có đi đến rạp chiếu phim vào tháng trước hay không? Câu hỏi thứ tư, Did you play the video game yesterday? Hôm qua bạn có chơi trò chơi điện tử hay không? Câu hỏi thứ năm, Did you have long hair 2 years ago? Cách đây 2 năm bạn có mái tóc dài hay không? Câu hỏi thứ 6. Did you live in another city when they were younger? Bạn có sống ở thành phố khác khi bạn còn trẻ hay không? Và câu hỏi cuối cùng. Did you read a book last year? Năm ngoái bạn có đọc một quyển sách hay hay không? Thì đây là toàn bộ 7 câu hỏi của cô trong hoạt động số 5 này. Các em hãy cùng thực hành với các bạn của mình để hỏi những câu hỏi này. Và sau đó là tìm ra những người phù hợp để điền tên vào bảng sau. Thì đó là toàn bộ nội dung bài học của cô. Cô đã hướng dẫn các em. Và bài học của cô đến đây là kết thúc. Thanks a lot for your watching and have a nice day. Cảm ơn các em đã theo dõi và chúc các em có một ngày học tập thật hiệu quả với lời dạy hay. Cô xin chào và hẹn gặp lại các em trong những bài giảng tiếp theo.